Toàn huyện Đạ Oai trồng khoảng 2.500 hectare sầu riêng, với trên 1.700 hectare đã cho thu hoạch, trong đó có trên 300 hectare được thực hành sản xuất nông nghiệp sạch Việt Gáp, từng bước hình thành vùng nguyên liệu và khẳng định thương hiệu sầu riêng Đạ Oai. Cũng chính vì vậy, tư duy canh tác của người nông dân cũng dần thay đổi. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, đến nay người nông dân bắt đầu quan tâm đến việc tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác để không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời có được những mối liên kết bền vững trong quá trình trồng, chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng. người nông dân là có cái loại là cùng nhau học hỏi kinh nghiệm về trao đổi kiến thức làm vườn và giúp nhau về không những về khoa học mà còn về cả cái ví dụ gia đình nào có kẹt thì mình hỗ trợ phân thuốc các thứ để giúp người ta có làm kinh tế. Hiện những hợp tác xã sầu riêng nổi bật có thể kể đến tại huyện Đà Oai như hợp tác xã Phúc Thịnh, hợp tác xã Phước Lộc, hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Miệt Vườn Hà Lâm mỗi hợp tác xã đều có định hướng phát triển riêng của mình, tuy nhiên đều hướng đến mục tiêu là giúp các thành viên trong hợp tác xã nâng cao năng suất chất lượng trái sầu riêng và hình thành nên thương hiệu sầu riêng. Từ đó, việc tiêu thụ cũng sẽ dễ dàng hơn. Trong những cái đi những nhà vườn thì có thể anh em đây bên chỗ đây cũng có ban chỗ tư vấn về bên kỹ thuật thì cũng có anh đi thì cũng vào những nhà vườn thì cũng có tư vấn thêm về bên đây kỹ thuật về phân thuốc. Thì còn vấn đề kinh doanh thì tất nhiên là khi đã phát triển kinh doanh thì nó phải có cái lợi nhuận. Trong cái lợi nhuận thì nó cũng phải nhờ về cái vấn đề tất cả xã viên. Trong xã viên thì nó cũng phải mỗi người một trong một tay chứ thực sự để trong ban hội đồ đồng quản trị không thì cũng không thể giải quyết được cái gì. Hầu như các hợp tác xã này đều có kho thuốc bảo vệ thực vật và phân bón để cung cấp cho các thành viên hợp tác xã. Các loại phân thuốc được sử dụng theo đúng quy trình và luôn ưu tiên dùng các chế phẩm có nguồn gốc hữu cơ vi sinh để đảm bảo an toàn cho người sản xuất và tiêu thụ. Ngoài ra, tham gia vào hợp tác xã, các thành viên còn nhận được nhiều lợi ích khác. Mình tham gia cái hợp tác xã này có hai cái điều hai cái lợi trước mắt. Thứ nhất thì là về mình làm việc gáp, tiêu chuẩn vệ sinh sạch. Thứ hai cái là mình có cái truy xuất nguồn gốc ấy. để khi mà hàng mình bán ra họ sẽ xác minh hàng của mình là hàng sạch hay là hàng gì lý do này nọ đó. Chủ yếu hai cái đó là chính các cái buổi sinh hoạt thì mình gặp gỡ rồi trao đổi các cái về kỹ thuật rồi là mình giúp đỡ nhau trong cái cái, cái áp dụng cái khoa học kỹ thuật Đây là cái thứ nhất cái thứ hai nữa mình cũng phổ biến cho nhau rồi các những cái thông tin thời sự hay là giá cả thị trường chẳng hạn về các cái sản phẩm đầu vào như là phân bón thuốc bảo vệ thực vật hay là đầu ra khi mình bán có các cái mối mình bán giá cả thông tin thời sự hàng ngày thì nó cũng có những cái là 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 hay. Hiện nay nhiều bạn hàng lớn đặt vấn đề tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Đạo Oai cũng như các mặt hàng nông sản khác. Tuy nhiên phải đảm bảo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như có tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ, có tổ chức đủ tư cách pháp nhân đứng ra ký hợp đồng cung cấp sản phẩm. Chính vì vậy, việc xây dựng các hợp tác xã kiểu mới theo mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ với mục tiêu đạt vùng sản xuất sầu riêng công nghệ cao trên 880 ha vào năm 2020, thì việc liên kết sức mạnh nông hộ sẽ có phần xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất tìm được đầu ra ổn định cho nông sản đạo ai.